Quý khách chỉ cần 3 giọt thôi là quý khách lên thiên đàng luôn ạ. Ôi! Con đâu rồi mà ơi? Con đây! Mày đi đâu đấy hả? Mày bắt ổi! Ổi làm cái gì? Ăn! Ôi trời ơi! Mày vẫn hỏi mày ăn à? Thôi bỏ đi! Mày đưa ông đi đi! Hả? Con đi! Ông đi chậm nè, sao con chờ ông được? Tao phải đi chậm để tao còn thở! Ôi trời ơi! Không phải cái nhà đấy đâu! Nhà trên này cơ! Đi ra nào? Đây! Nhà đây! À! Đây rồi! À! Nhà! Được rồi! Mời này! Ông dặn đây! Mày phải đứng đây canh chừng cho ông! Vâng! Nhá! Vâng! Nếu mà nhà bà hến nhá! Vâng! Và nó không trả ông tiền nhá! Thì ông sẽ nằm ở đây! Để xem gan ông to hơn bà ấy hay là bà ấy to hơn ông! Nhớ chưa? Vâng! Ông vào đây! Ông ơi! Hả? À? Ông cẩn thận đấy nhá! Nhà bà hến còn cho dữ lắm! Hả? À? Nói mà! Cái gì? Ông coi đời đấy. Ôi, con chó là nó chết từ lâu rồi. Bây giờ xác của nó đang chôn ở ngoài nghĩa địa kia kìa. Mà mày cũng vô dụng lắm. Mà tại sao tao lại ngu như thế nhỉ? À, tao không tuyển ra mấy cái thằng to cao lực nữa để nó còn trông nhà trông cửa cho tao, nó đòi nợ cho tao. Thôi được rồi, mày đứng đây trông chừng đấy nhá. Trông chừng đấy mà không được để cho con đến nó thoát rồi nhá. Vâng. Nhớ chưa? Vâng. Ông ơi, cẩn thận nhá, chó dữ lắm, nhớ mà. Không phải dạy khôn ông. Cẩn thận ông nhá. Ông nói mày không dạy khôn ông. Cẩn thận ông nhá. Chó dữ nhá. Cây chúng sinh tăng tình là cây chúng mọc. Cây chúng mọc lên bờ. Hôm nay là một ngày may mắn. Đi đòi nợ mà lại được ngắm hoa thưởng nguyệt. Tiên sư đứa nào dám chỉnh trộm bà đấy? Ôi giời ơi, cái lão già này. Ôi trời ơi. Ban ngày ban mặt ông dám chui vào nhà người ta dình con gái nhà này thì sao hả? Này, ta nói cho nhà ngươi biết nhé. Nói gì? Hả? Ta là ông Nghị, quan chức trong làng. Ta đến đây là để đòi nợ nhá, chứ không phải là làm cái việc xàm sỡ hiểu chưa? Này, đi đòi nợ hả? À, là con dập tóc quấy mà hả? Ôi giời ơi, già rồi mà, mất nét nhá. Thôi, xin, tôi già rồi, tôi già, tha cho tôi. Tha, còn sức đi dình con gái nhà này đi thôi. Ôi, ngay ra khỏi nhà bà, tốt. Ôi giời ơi, tốt ngay. Ôi, anh đi đâu? Ông vào cứu ông hả? Con biết thừa ông bị đánh rồi. Nhìn xem là người ta đánh ông như nào thôi. À, hả? Đánh mạnh hơn nữa còn vào cứu chứ. Cầm tí này ăn thua gì? Úi giời, con đứng ở đấy hả? Thôi mày ơi, cháu chạy sao hay đi? Không đâu ra đến đâu rồi thì chết rồi, chết rồi. Cháu đi mày không? Đâu rồi? Ôi, cái lão già mất đấy đâu rồi? Đúng là cái lão già mất đấy. Bà mà bắt được á, biết tay bà. Đi nhanh lên. Ê.
Này, hả? Đi sau tao. Ông vừa bị đánh một cái mà sao khó tính á? Có ngon không đâu? Ngon. Mùi gì nhỉ? Mắm tôm đậu phụ à? Này, mày quay lại mua cho ông một ít đậu phụ nhá. Để về ông Sơn nhớ là phải có cả mắm tôm rồi đấy nhá. Phải giật tiền. Tiền đấy à? Ừ? Tiền. Tôi chết rồi, tôi lại quên tiền ở nhà mất rồi. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Làm thế nào hứ? Hả? Về. Nhị, đi về. Không. Về. Để từ từ, tao còn đang thèm. Thế là tao nghĩ cách nhỉ? Hay là ông cũng cầu luôn. Nhị, thằng thơ đi. Chuyện đời khoái nhất mắm tôm, mùi hương của nó. Còn quên nơi về. Tiền đây chứ còn tiền đâu nữa. Ăn đậu phụ mà không mất tiền thì nó mới ngon. Chào ông Tránh. Ông Tránh. Quá. Đúng là rượu ngon thì phải có bạn hiền. Ví như đậu phụ ăn liền mới ngon. Không biết có phải vì cái món đậu phụ mắm tôm này mà nó hút ông Tránh từ phương nào đến đây để đánh chén vậy. Chú Ấn, đất lành chim đậu, mật ngọt chết ruồi. Anh em ta đánh chén. Đúng, ông nói như thế là cũng có lý. Nhưng có một điều thì tôi muốn nói với ông thế này. Thế là hôm nay ông mời tôi hả? Ơi, ai dám qua mặt ông Nghị. Ông Nghị là người giàu nhất cái nhà này. Mà lại hào phóng. Ông mời tôi đi. Ông nói cũng có lý đấy. Không phải chứ. Thôi nhưng mà hôm nay tôi lại nhường ông mời tôi nhé. Tôi nhường ông mời tôi. Tôi nhường ông. Tôi nhường ông nhỉ. Ông ơi, hai ông không cãi nhau nữa. Con là con có ý kiến này. Ông là cái người mà giỏi đối nhất ta. Ông ra câu đối ăn không mất tiền luôn, chắc chắn ông ấy thua. Thôi vậy ông Nghĩa, để khỏi mất lòng nhau, tôi ra thì cố đối. Ai mà đối được thì không phải là tiền. Còn ai mà không đối được phải trả tiền. Trả tiền. Ông chịu không? Ông ra về đối trước. Tôi ra về đối trước. Vâng, tôi nhờ ông. Hơi khó, câu gì nhỉ? Ở đây có đậu phụ mắm tôm. Ông ra để lượng. Có rồi. Ông Nghĩa ơi, ông đối này. Nướng đậu phụ cho chan. Nướng đậu phụ cho chan. Quá khó. Này thì ông thua đứt đuôi rồi. Sắc ít mẫu cho mẹ uống. Thua chưa? Bà chủ đâu? Cho tôi hai đĩa đậu nữa đây. Quả là ông Nghị là người có học. Ra câu đối xa xa xa. Đối phụ đối với cha. Mẫu đối mẹ. Chấm đối mẹ. Quả là người có học. Ông ơi, như thế là ông thua. Ông phải trả tiền ấy. Ông còn cười, ông còn vui. Mày yên tâm. Ông ấy đối thế là chưa thông. Phụ đối với cha, mẫu đối với mẹ, ăn đối với uống. Thừa thế là. Thế ông còn muốn thế nào nữa nào? Ông đối thế là chưa thông. Ai lấy ít mẫu để chấm với đậu phụ. Phải đối như thế này nó mới thông này. Đấy, mắm tôm cho mẹ chấm. Ông Nghị thua rồi. Ông trả tiền đi. Ông Nghị trả tiền đi. Con đây, đứng đây. Đã thế tôi không thèm nữa. Mày không?
Mơ. Dạ. Xoay, xoay một vòng. À. Ngồi xuống đây. Đứng dậy. Lạ nhỉ. Con gái thì có cái gì hay ho mà sao con trai lại thích. Mày có biết tại sao không? Ơ hỏi lạ. Con còn bé thế này sao không biết được. Thôi con lên hầu ông đây. Hình như ông về rồi sao? Ô, này đứng lại đã. Mình phải lên tận động tiên để tìm được câu trả lời. Ông cứ từ từ rồi nó sẽ mua về cho ông ăn. Không là thế. Có mấy cái miếng đậu phụ mà cứ lẻo nhèo cứ làm như sơn hào hải vị lắm ấy. Con này mới đi mua mãi bây giờ mới về à? Mang ngay đậu vào trong ăn đi khẩn trương. Mua thêm mấy đĩa nữa. Không được thì cứ làm như là sơn hào hải vị lắm không bằng ấy. Mày bảo bà thuê cho tao mấy thằng đầy tớ nam. Đàn bà ở cái nhà này toàn một lũ ăn hại. Vâng ạ. Dạ bẩm bà, ông muốn bà mượn mấy anh đầy tớ nam ạ. Hình như ông dẫn chị Mận hay sao ấy. Thì thái độ của ông có kỉnh lắm ạ. Khổ thật đi. Ngày xưa nói là không bao giờ cần đầy tớ nam, lại còn chê chúng nó là cái đồ ăn hại. Thì bây giờ tự nhiên lại cần đầy tớ nam là sao? Mệt với ông mày quá cơ. Thôi được rồi, tao sẽ đích thân đi tìm đầy tớ nam cho ông mày. Bây giờ mày vào bê cái rổ khoai ra đây rồi đi với bà. Dạ, có phải vào hầu ông ạ? Sao lại hầu ông? Con Thắm đâu? Vào trong bếp mang rổ khoai đi sang nhà lót với bà, hẳn chưa? Chị Thắm ơi! Ba cái thằng phải ba này. Dậy. Ai đi ăn rồi lại ngủ. Ngủ rồi lại dậy ăn. Phải tìm cái việc gì mà làm đi chứ. Ngủ gì đấy. Chúng mày thử nhìn mà xem. Béo chảy mỡ ra cả kia. Ba thằng béo như là cái con cung cút đấy. Mày nhìn mà xem. Nhìn đi. Nhìn mình xem đi. Đúng không? Úi giời ơi. Không lao động thì làm gì mà chả phải béo. Bố ơi. Dạ là con thấy con cũng béo thật ạ. Mày chả biết cái gì cả. Chả biết cái gì cả. Mấy ngày hôm nay có cái gì nhét vào mồm không? Toàn uống nước lã. Các cụ bảo ấy, như thế này ấy là bị phù dũng đấy. Rồi, con xin phép bố, xin phép các anh cho phép con được cắt ngang câu chuyện ạ. Mày nói đi. Con xin phép bố, xin phép các anh con đi ngủ tiếp đi. Thức thế này á, đói lắm. Thì con cũng ngủ đây ạ. Thế này thì con nghèo. Các cụ nói cấm có sai. Tam nam thì bất phú, tứ nữ thì bất bần. Trời ơi, không biết bao giờ tôi thoát cái cảnh là còn phải nợ nần với mấy cái thằng này nữa cơ chứ. Sao bố không cố đẻ thêm một thằng nữa này, cho nó đỡ tam nam bất phú? Mày không cần phải nói, tao đổ nước vào mặt mày đấy. Chúng mày có tin tao ném cái bát này vào cái mặt chúng mày không? Bố ơi. Hả? Nghèo thì nâu, giàu thì mấy. Ngồi đi, mày đi. Thôi ngồi đi. Đến lúc của người bây giờ. Ôi trời ơi, bà Bình! Dạ, xin mời bà vào. Ôi trời ơi, sao lại quý hóa thế này? Cái ngày này đi được bà đến nhà, quay! Dạ, thưa bà Nghị,
bà nghĩ mang khoai sang đây, bà cho con xin một củ được không ạ? Các cậu thích ăn khoai à? Dạ vâng ạ. Đây, khoai đây. Dạ, xin mời bà vào nước ạ. Dạ, con đội ơn bà nghĩ đã cho anh em chúng con ăn khoai ạ. Dạ, con xin phép bà nghĩ. Ôi, ôi, phần của em đâu? Bà lỗi vỗ lắm. Chẳng thèm nữa. Em xin phép hai anh cho em nói một câu ạ. Nói ạ. Hai cái đồ tham ăn! Dạ, mời bà vào uống nước ạ. Dạ, xin mời bà mời vào đây ạ. Dạ, nó bảo mày đấy. Dạ, thưa bà. Dạ, quý quá bà. Ây à, bà đúng là có tâm lòng của Bồ Tát. Bà mới thăm đến thăm chúng tôi. Này, các con dậy chào bà Nghị đi con. Cứ từ khoai còn nhiều thì bà Nghị cho các con ăn. Dạ, con chào bà. Khoai lang ấy thì nhà tôi không có thiếu. Dạ. Thế nhưng mà tự dưng ấy không phải có khoai lang mà ăn nhá. Xem ra thì nhà ông cũng có ba thằng con trai to khỏe vạm vỡ đáo đẹp. À, dạ vâng, các cháu khỏe lắm đấy ạ. Dạ, chúng con khỏe lắm ạ. Dạ. Nhưng mà bị gì anh nhỉ? Bị phù thủng ạ. À mà này, chúng mày có thích ăn khoai thỏa thích không? Bà Nghị hỏi lại nhờ. Dạ, thưa bà, chúng con đang chết đói, có khoai ăn là tốt lắm rồi ạ. Bà ơi, chúng con khỏe mạnh, dư sức để phục vụ bà. Nhưng chỉ cần bà cho ăn khoai thỏa thích thì chúng con sướng lắm ạ. Con đội ơn bà cho chúng con sang bên đấy ăn nhờ ở đợ bên đấy. Dạ, chúng con hứa sẽ không phụ lòng tin của bà đâu ạ. Dạ, thưa bà. Bà đã có lòng thương đến các cháu. Đón các cháu về bên đấy để làm đệ tớ hầu hạ ông bà. Dạ. Thực ra là cũng may cho các người đấy. Dạ vâng. Tự nhiên ông Nghị nhà tôi lại dừng mỡ lên, lại thích đầy tớ là nam giới. Hiểu chưa? Dạ. Thôi được rồi, tôi sẽ quyết định nhận ba thằng này về ở đợi nhà tôi. Ăn anh. Nhưng mà nhớ nhá, chỉ được ăn khoai ăn sắn thôi đấy. Hiểu chưa? Trong khi làm việc, nếu như đứa nào chịu khó chăm chỉ, bà sẽ thưởng thức. Thôi được rồi, bây giờ thu xếp hành lý rồi theo bà về nhà, nhanh lên. Dạ thưa bà. Sao? Chúng con không phải chuẩn bị hành lý đâu ạ. Cứ thế này là lên đường rồi. Chỉ có thế này thôi mà. Cứ thế này thôi ạ. Thôi được rồi, đi theo bà về nhà. Nhanh lên, đi theo bà về. Nhanh lên, con này, đi về. Bà đi rồi ngay à? Rồi. Bố dặn này. Dạ. Các con sang đấy là nhớ chăm chỉ, nhớ là nghe lời bà, không được để ông bà mất lòng ngay chưa? Dạ vâng ạ. Thế dạ, con đi. Con xin phép thầy, con sang bên nhà ông bà Nghị làm kẻ ăn người ở bên đấy. Dạ, thầy ở nhà, khi nào thầy đói thì thầy nhớ ghé qua nhà ông bà Nghị, rồi con xin khoai cho thầy ăn, thầy nhớ. Thôi, con cứ đi đi. Dạ vâng, thầy ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Thế tốt lắm rồi, con cứ đi đi. Con đi đi ạ. Con đi đi. Tốt rồi. Thế này là tốt rồi. Tốt lắm rồi. Thế ra kính chào quý khách ạ. Phải vào xem nó như thế nào. Chào con bác ạ. Chào quý hoa quá. Chào mời. 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 Chào m
Thế còn khách thích em nào ạ? Huệ, Hương Đào, Hoa nữa ạ? Ừ, em ơi. Còn khách tình quá, mời con khách vào ạ. Mời con bác vào ạ. Em mời lại tiếp khách nhá. Ừ, nhá chứ. Mình chỉ được thế này thôi á? Chưa đến lúc. Làm đấy tớ dễ anh nhỉ? Mày cứ đợi đấy, mày chẳng biết cái gì. À, em biết rồi. Có cái gì? Ăn cái gì? Ý, anh thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi. Mày chả được. Bé cái mồm. Mày không thấy ông đang ngủ à? Ông còn dậy là lại phải làm đấy. Dạ. Con chào bà. Bà. Nghe đây. Kể từ hôm nay, các ngươi sẽ là đầy tớ ở cái nhà này, nhớ chưa? Dạ. Mà phải chăm chỉ, nghe lời, chịu khó. Không có được linh ta linh tinh. Đến tai bà thì đừng có trách, nhớ chưa? Dạ. Đây, áo của các ngươi đây. Ăn mặc đi. Con xin ạ. Phải cho nó chỉnh tề. Dạ. Nhá. Mà đặc biệt đấy, nhất là trước mặt ông là không để lộ ra. Nhìn thấy ông chưa? Dạ. Nhìn thấy chưa? Chúng con nhìn thấy rồi. Đấy, dạ. Lúc nào cũng nhăn nhó, rất là nghiêm khắc. Nhá. Ăn mặc phải nghiêm túc. Dạ, dạ. Thế còn khi phục vụ bà ấy, thì ăn mặc thế nào cũng được, nhớ chưa? Dạ. Nghe ta dặn đây, cái phòng ngủ bên này là của ba anh em các ngươi. Nhìn thấy chưa? Dạ. Thế còn buồng bên này là của hai cô Hầu, cô Mận và cô Mơ. Đặc biệt là cái rẽ bên trái kia là con gái cưng của ta, cô Nguyệt, nhớ chưa? Chắc là xinh lắm. Đấy, cấm có được lén phén cái gì đó. Bà mà biết thì đừng có trách nhá. Dạ. Cả hai con này nữa. Ôi dạ. Nghe rõ chưa? Rồi ạ. Bà mà biết nhá, bà tống cổ hết. Được chưa? Ừ, cảm ơn mẹ. Dạ. Thưa bà, thay mặt các em con, chúng con xin đội ơn ông bà đã tin tưởng cho chúng con làm kẻ ăn về ở trong nhà. Dạ. Thưa bà, chúng con sẽ không phụ lòng tin của ông bà đâu ạ. Tốt rồi. Bây giờ nghe ta phân công công việc đây. Dạ. Ngươi là anh cả, đúng không? Dạ vâng ạ. Ngươi sẽ phụ trách xay lúa, giã gạo quanh nhà. Dạ vâng ạ. Chưa? Dạ vâng. Thế còn thằng kia? Dạ. Vào đây. Dạ. Dạ, bẩm bà con đây ạ. Ngươi tên là gì? Dạ thưa bà, con xin được phép trả lời, con tên là Vẻ ạ. Ngươi là Vẻ đúng không? Dạ. Có vẻ là lễ phép. Dạ, đúng vâng. Không? Ta sẽ phân công cho ngươi chăn gà, chăn vịt và hai đàn trâu nữa, nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Dạ. Còn thằng kia? Mày đứng đây xem nào. Dạ. Đo với thằng kia. Chúng mày đập. Kia bỏ chân xuống coi. Mày đo xem nó là bằng đâu mày? Dạ bằng bà đến đây ạ. Ở nhà bọn con đo suốt rồi ạ. Thế hả? À, ngươi tên là gì? Dạ, con tên là Vui ạ. À thế hả? À, có vẻ lúc nào cũng dạ vâng nhỉ. Ta sẽ phân công cho ngươi phụ trách theo hầu để phục vụ ông. Dạ. À, được không? À, ý ông thế thế nào? Đấy. Ý ông thế thế nào? Tôi sẽ cho thằng này nó theo hầu ông được không? Ôi trời ơi, gầy còn như con nhái bén đi kia thì hầu hạ cái gì? Phải chọn cho tôi cái thằng nó to khỏe lực lưỡng như con trâu bọng ấy. Nó hầu tôi, thỉnh thoảng nó còn phải cõng đi nữa chứ. Này này này, tôi nói cho ông biết nhé. Ông già rồi, ông đi đâu nhiều mà phải cõng nhá. Ăn uống thì có người bưng người rót đến tận mồm rồi. Làm sao mà ông phải loằng ngoằng thế ạ? À? Tôi nói cho biết, những cái thằng to cao như thế này, béo khỏe như thế này, nó phải theo hầu tôi chứ. Ông một người thì công to việc lớn ở cái nhà này. Thế tôi hỏi ông, cái nhà này ai là chủ hả? Ai là chủ? Giời, nói nhiều thế nhỉ? Thôi, không nói nhiều nữa. Nghe phân công đây. Mừng, xay lúa giã gạo xong, vào bóp chân cho bà nhớ chưa? Bóp chân à? Đúng rồi. Thôi, việc ai người đi làm đi. Ôi tôi chết rồi. Bà này, cô Nguyệt đâu ấy nhỉ? Ơ nhỉ, hả? Đâu? Này, cô Nguyệt đâu? Chúng mày có thấy cô Nguyệt đâu không? Này, chúng mày có thấy cô Nguyệt đâu không? Tôi đi tìm xem đâu. Hai đứa này chạy vào trong nhà xem có nhà không. Ôi chết rồi. Có thấy không? Hả? Sao? Cô có nằm trong nhà không? Hả? Hả? Mày nói ngay, mày khai thật xem cô Nguyệt đâu? Hả? Lúc bà đi ra ngoài, con thấy cô đi theo, con tưởng cô đi theo bà. Ôi trời ơi, chết rồi, trời ơi. Lại trốn đi chơi rồi. Đúng là đồ ăn hại. Ôi này, bà bảo ai ăn hại? Có ăn đi ăn đậu phụ với mắm tôm mà bảo tôi ăn hại hả?
thỉnh thoảng cũng phải cho nó đi rong chơi một tí chứ. Ôi giời ơi, chơi cái gì? Tôi nói ông ra đấy mà để cho dai nó ve vãn tán tỉnh thì không nha. Ôi giời ơi. Ba thằng này, đi tìm ngay cô Mệt vào đây cho bà. Dạ thưa bà, nhưng mà chúng con có biết mặt mũi của cô nhà như thế nào đâu mà đi tìm ạ? À? Ôi giời ơi, giời. Cô mặt gãy chán nhăn chắc giống bà, dễ tìm lắm mất đấy. Trời trời ơi, anh chả biết cái gì cả. Con gái cưng của bà chắc là phải xinh như tiên nhà dáng chân. Đi. Đi làm việc đi. Đi đi đi. Đi tìm cô Mệt. Chúng mày đi. Đi nhanh lên. Đi tìm. Nhà thì đông người thế này mà giặc là lũ ăn hại thôi. Này này, bà bảo ai ăn hại? Có một nhén đậu phụ mắm tôm mà lại bảo tôi ăn hại hả? Tôi không nói nhiều đâu. Thỉnh thoảng cũng phải cho nó đi chơi chứ. Hả? Mẹ thích cả người. Dạ thưa quan khách, đây là loại rượu đặc biệt của tử lầu chúng em, có tên là Téo Màu Hạ Thổ đấy ạ. Đảm bảo chỉ cần quý khách thử 3 giọt thôi là lên mây luôn ạ. Tên rượu lạ nhỉ, Téo Màu nghe tuy như là táo mèo ấy. Chuẩn không, sao lại là táo mèo được ạ? Đây là loại rượu táo mà một năm nó chỉ rơi có một quả thôi đấy ạ. Táo tiên mà từ trên trời rơi xuống á? Dạ. Loại rượu này đã được tử lầu chúng em trưng cất 100 năm nay rồi đấy ạ. Quý khách chỉ cần 3 giọt thôi là quý khách lên thiên đàng luôn đấy ạ. Lên, công nhận là lên. À mà này, cái tử lầu này ấy, ngoài loại rượu ngon ra còn có cái món gì đặc biệt hơn nữa không? Quý khách cứ đùa, đến với tử lầu làm gì chỉ có mỗi một mình rượu ngon thôi. Mà rượu cũng chỉ là làn tiên dẫn đường cho quý khách lên đến thiên đàng thôi ạ. Ôi, lại còn có cả thiên đàng nữa. Đâu đâu, nàng cho ta xem với. Dạ đây ạ. Ôi ôi ôi. Này này. Ngon tí ạ. Tí tí gì? Ôi ôi ôi, xin phép đi. Ai đấy? Con đang đi đâu? Tôi bị chóng mặt quá. Chắc là do uống nhiều rượu. Cho tôi xin phép, tôi về tôi nghỉ ngơi. Khi nào khỏe, tôi quay lại sau nhá. Con anh cứ nói đùa. Con anh đã uống thế nào đâu. Tôi... Con anh cứ vào chơi đi, vào chơi thoải mái đi. Không phải lo gì, cứ nhưng vào mà... đi. Nhưng mà... Tôi xin phép tôi về đây. Nơi này không phải thích đến thì đến, cái gì thì đi được không nhá. Cởi áo với ta nè. Đây. Ôi, cho anh thôn cái nào. Thì đi nhá. Đi. Tiên à, đây ạ. Xin làm khách nhé. Tôi đi nhá. Trời ơi, người đâu mà cứ ống như là con bé gái. Này, con bé này, thế ra đẹp hơn nhìn à. Đi làm thế này đi. Ôi trời ơi, sướng quá. Em đánh thằng banh thôi ạ. Đánh ông bà.
bà ơi. Cái gì? Nhưng mà đánh mạnh hay đánh nhẹ à? Đánh thật mạnh của chú à? Thật mạnh à? Thật mạnh. Ông ơi, giọng này như kiểu không phải giọng con trai ấy, lạ lắm. Tao nghe quen lắm. Tao nghe quen cũng đánh. Quen cũng đánh. Ôi bà ơi, nó hét to lắm bà. Khoan, dạ. Chú mày bỏ quạt nó ra nhá, xem mặt mũi nó là cái đứa nào. Con à? Con đâu? Con Nguyệt đấy à? Dạ thương bà. Đây là ai đấy ạ? Đây là cô Nguyệt. Đây, bọn họ là ai ạ? Đây, tớ mới nhà này. Ôi, đi xuống bếp. Dạ. Đứng đi mà cười ạ. Lão. Đi đi. Đi nhanh lên. Cái gì? Mà tại sao con lại cải trang thế này? Con thấy lớp thầy đồ dạy học hay quá, cho nên cải trang thành nam để sang học lén ạ. Con gái học hành cái gì? Con xin lỗi ạ. Con phải đi tắm đây ạ. Này, cứ liều hồn đi nhá. Chỉ tại bà thôi. Tại tôi là tại thế nào? Chiều chuộng lắm à? Có mà ông ấy. Con cái quá lão. Ôi giời, ông quát ai đấy à? Mời cô tắm ạ. Này, ở nhà ông bà có nói gì cô không? Không biết. Nói với mày, ngang nói với hòn đất. Này. Cái gì đấy? Lisa. Tôi sẽ giải thích cho nhá. Ừ được rồi, nhưng mà đừng đánh nhau nữa nhá. Được rồi, đi nhanh lên, khẩn trương lên. Hứa nhá. Thôi khổ quá, đi nhanh lên. Cho anh nhận tát em. Đưa áo đây cho cô. Đưa áo đây cho cô. Tôi vào nhầm. Cái gì thế này? Ôi chết con. Làm sao? Mày biết tội của mày chưa? Thằng này, chả thưa bà. Cô làm gì đấy? Chả thưa bà, thằng này trong lúc con đi lấy ngô cho Châu ăn thì con gặp nó làm sao? Ôi trời ơi, nó dám cả gan. Nó dám cái gì? Con không dám đâu ạ. Đấy là trật tự. Dạ thưa bà, nó dám ngủ gật bà, nó không chịu say ngô bà. Ôi trời ơi, cái thằng này tưởng cái chuyện gì. Cái việc ngủ gật thì có vấn đề gì đâu. Nó mệt, nó làm vất vả suốt ngày thì nó cũng phải có lúc ngủ gật chứ. Người chứ không phải là trâu bò đâu. Dạ thưa bà, vậy thì tốt quá. Từ nay nếu như chúng con mệt, bà cho phép chúng con được ngủ nhá. Cái gì? Ngủ nữa phải có mức độ của nó thôi chứ. Dạ vâng ạ. Thôi, con này, đứng đây làm gì? Đi vào trong cô đi chứ đứng đây à? Dạ. Hai thằng này, dạ. Biết. Dạ vâng ạ, đi. Đi. Này, tao dặn nhá, đứng đấy trông cô mà đừng có đi đâu nhá. Đừng có để mấy thằng nó lấp ra lấp đó. Mày chết với bà, nhớ chưa? Nha. Hai cái tên này chắc là nhìn thấy hết rồi.
ơn. Ông. Sao mày lại ở đây? Bà có con lấy quà cho ông. Bà đâu? Bà trong buồng. Cút. Vâng. Ôi thích quá, thích quá. Đấy, đấy, cứ dây đúng cái chỗ đấy là bà thích lắm ấy. Chỗ này hả bà? Ừ, đúng rồi, cái chỗ này đấy, nhẹ nhẹ, ui nhẹ thôi. Đây, dịch chỗ này cơ mà. Cái chỗ này bóp mạnh vào xem nào. Quay mắt vào đây nhìn đi xem nào thì mới rõ ràng được chứ. Nào bóp cho bà, đấy đúng rồi, dây mạnh mà. Ui dồi ôi. Được chưa bà? Ôi, được rồi bà, sướng quá cơ. Đây, bóp đúng cái chỗ đây đấy. Ôi dồi ôi. Dạ thưa bà, đây là lần đầu tiên con làm việc này. Bà đừng giục, con sợ. Thì bà có giục đâu, thì cứ bóp thông thả cho bà thôi. Nhưng mà cái chỗ đây dây mạnh vào là ôi sướng quá. Ôi thích thế không biết được. Xuống đây ạ. Cho đi. Cái gì? Dạ. Mày dậy. Không mày đi theo tao. Dạ. Mẹ cha nó chứ. Ra rồi mà lại còn tòm tem với dai trẻ. Ông ơi, ai tòm tem đấy ai ạ? Mày không cần biết. Ông nói lại. Dạ. Không được để cho một đứa nào chạy thoát. Hiểu chưa? Dạ. Bắt trộm cái gì ông? Mày không cần biết. Dạ. Đi theo tao. Lấy đi. Tập lại đi theo. Con chuột này, mày ăn cắp mấy củ khoai của ông rồi. Hôm nay ông mới bắt được mày nhá. Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Ông ơi, ông cái gì? Ông cho phép con hỏi ông một câu nhá. Mày hỏi cái gì? Thằng trộm nó ở đâu hả ông? À, nó ở đi, lối này. Trong này ông? Trong này. Vâng. Con xin phép hỏi ông một câu nhá. Ông bảo là bắt trộm thì phải bịt mắt. Thế nhỡ bịt mắt vào con không nhìn thấy, con đánh nhầm ông thì sao? Mày ngu lắm. Không cần phải đánh. Mà nếu con đánh thì mày đánh về đằng trước. Ông đứng đằng sau mày thì làm sao mà đánh với ông được. À thế là con phải đánh nó vào đằng trước. Như thế này thằng ngu. Ui, đang bắt trộm. Ông ơi, thế bây giờ chúng con đếm để ông đập nhá. Ông đếm mày đánh. À, dạ vâng. Dạ. Một, hai, ba. Đấy rồi. Anh mừng. Mày vào đây làm cái gì mà mày lại cởi chân như thế này hả? Sao ông lại ở đây hả? Ở đây là thế nào? Mày vào làm gì? Con bóp chân cho bà. Làm gì là làm gì? Hả? Nó vào bóp chân cho tôi đấy. Sao? Làm cái gì mà ông thâm thụt ở cái phòng tôi thế hả? Như cái thằng ăn cắp ấy hả? Ông làm gì đấy hả? Mày vào bóp chân cho bà. Dạ vâng ạ. Tao lại cứ tưởng là... Tưởng cái gì? Hả? Ông nhá, tôi nói cho biết già rồi mà lúc nào cũng đa nghi tào tháo nhá. Có thích không? Có thích thì vào hầu hạ tôi ngay lập tức. Đi vào đây. Vâng đi. Đi vào đây hầu hạ tôi nhá. Để tôi hết đường nói nhá. Lúc nào cũng nói nhá. Chị sắp xong chưa? Sắp xong rồi em. Em lên trước nhá. Lên nhá. Mày cứ thùn thộp như thế thì ai mà chịu được. Ông ơi, tôi sắp xong rồi ạ. Được, cứ để đấy. Dạ. Ba thằng nghe tao hỏi đây. Dạ. Chúng mày có biết đánh võ không? Dạ. Không ạ. Cái gì? Dạ, không à. Không biết đánh võ à? Dạ. Tao hỏi đây này. Bây giờ tao bị một con voi, nó dày xéo lên thân xác của tao.
chúng mày có dám vào ứng cứu ông không? Dạ, dạ thưa ông, là dạ có chứ ạ. Giả tỉ là có con voi nó giày xéo thân thể ông, thì con sẽ lao vào kéo tai con voi nó ra như thế này ạ. Con đảm bảo là con voi nó sẽ nghe theo lời của con ạ. Mày lao vào cầm tai con voi kéo ra. Dạ vâng ạ. Voi nó nghe lời mày à? Dạ vâng ạ. Nếu ông không tin nhá, khi nào con voi nó giày xéo thân thể ông cứ gọi con. Ừ. Con sẽ làm thử cho ông xem. Hay lắm này hai thằng. Thằng này nó nói là nó có tài điều khiển được con voi rừng. Có đúng không? Dạ, dạ không ạ. Dạ, đúng ạ. Tốt lắm, tốt lắm. Thế thì từ nay thế này, ngoài công việc mày giúp đỡ bà nhá, dạ, mày kiêm cả cái việc giúp đỡ cho ông nữa. Dạ, tốt quá. Dạ, được không? Dạ, được ạ. Ông ơi, ông. Dạ thưa ông, ông cho phép con xin hỏi ông một câu thôi ạ. Dạ, cái tỉ dụ mà ông vừa đưa ra ấy thì nó không có thật, bởi vì ở cái làng này đã bao giờ có voi về phá phách đâu ông nhỉ? Ui trời ơi, mày ngu lắm. Voi rừng thì nó chưa về, nhưng voi nhà thì rất nhiều. Chính tao cũng đang bị voi nhà nó giày xéo lên thân xác tao đây này. Sao? Voi nào? Voi nào mà lại dám mò đến nó nhà ông bà Nghị mà giày xéo thế nhỉ? Voi nào nhỉ? Làm gì có voi nào? Toàn thiên nga mấy phượng hoàng nó đậu đầy dưới bếp cái kìa. Tôi nói cho ông biết nhá, ông ấy già rồi nhá, đu đởn nó vừa thôi. Mà đừng có theo mấy cái bọn trẻ này nhá. Có ngày nhá, tôi nói cho ông ấy, hùm nó đến nó bắt chứ không phải đợi đến voi giày đâu nhá. Vâng vâng, tôi biết rồi. Bây giờ đến tao hỏi ba thằng đây. Dạ. Cả đây. Tính tình thế nào? Dạ. Cẩn thận lắm à. Dạ. Tốt lắm. Dạ. Tính cẩn thận là tính rất quý. Đúng rồi. Gia đình tao rất cần những người có tính cẩn thận như mày. Dạ. Thằng hai. Dạ. Lo xa lắm à. Đúng à. Tính lo xa cũng rất cần. Dạ. Cũng rất quý. Gia đình tao, nhất là bà đây này, cũng rất thích cái tính lo xa. Dạ. Còn thằng ba. Dạ thưa ông. Dạ thưa ông là rất là lễ phép ạ. Lễ phép lắm ạ. Lễ phép cũng là một đức tính rất cần cho một gia đình sang trọng quyền quý như gia đình tao. Dạ. Có phải không bà? Đúng rồi. À, đấy. Rồi rồi. Bây giờ tao giao việc cho ba thằng đây. Dạ. Bây giờ mày mang con gà ô cựa dài chất quý hiếm của tao đấy. Nhớ là chỉ cho nó động được 3 lần thôi. Dạ. Nhớ chưa nào? Dạ. Nhớ. Không được quá đấy nhá. Dạ. Xong đó rồi lại mang về đây. Dạ. Mày có biết không? Đấy là một con gà trước đây là vua ban thưởng cho ông nội của tao. Dạ. Đấy là một loại rất quý hiếm mà triều đình ngày xưa đã ban tặng cho cả họ nhà tao đấy. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Nhớ là phải mang về cho nó lành lặn cho ông đi nhá. Dạ vâng ạ. Đi. Từ từ, ba thằng nghe bà dặn đã. Sang bên nhà ông chánh tổng ấy, nếu ông ấy có thưởng tiền thì phải nhớ mang về cho bà đầy đủ, không thiếu một cắc, nghe chưa? Dạ. Bà mà phát hiện được một trong những thằng nào mà gian lận thì chết bà đấy. Chết là thôi. Cơm ạ. Thôi có cơm rồi, ông ăn cơm đi. Thôi bây giờ chúng mày xuống đấy, tao đã bảo con mơ mận nó luộc khoai rồi đấy. Dạ. Xuống mà chén nhé. Dạ vâng ạ. Thôi ông ăn cơm đi. Này, ba cái thằng này. Dạ. Chúng mày thèm cơm phải không? Cái gì thế? Đi xuống bếp ăn khoai đi. Dạ, dạ. Khi nào làm tốt việc bà thưởng cơm, nhớ chưa? Dạ. Làm tốt là thưởng cơm. Dạ. Em thèm cơm lắm. Đói lắm. Thôi được rồi, nói bé cái mồm thôi. Cứ xuống bếp đi, ta có cách. Nè, cái gì? Ăn từ từ thôi, không nghẹn. Thức ăn có cái này thôi à? Thế thôi, ăn thế này còn ăn thế nào nữa? Này ăn thì ổn rồi.
Có nói về bụng khẳng nó. Thôi ăn khoai đi, cơm nước cái gì. Đi vào. Chào công tử. Nóng lắm đấy. Ok anh Mừng, anh không ăn khoai à? Khoai nóng ăn ngon lắm đấy. Cơm ơi, anh tôi là hay nhường với chúng tôi ăn trước. Ông ấy kính anh tôi cẩn thận. Đi nước ngoài đâu, ông ấy nọ xa sợ khoai hà khoai thối, nên để anh em ăn thử rồi mới dám thử sau. Không như thế này, mình đã mất công đi ở cho ông bà Nghị giàu nhất trong vùng này, tại sao lại phải ăn khoai? Không ăn khoai thì anh nghĩ là được ăn thịt gà chắc. Mày ngu, thịt khoai. Dạ. Dạ bà. Nghe anh nói đây này. Dạ. Bây giờ chúng ta hãy theo kế hoạch như thế. Thôi. Anh ơi, làm như thế người ta bắt được thì chết. Chết. Sợ cái gì? Cứ nghe theo anh dặn, cứ thế mà làm. Ít ra trước khi chết cũng biết được hương vị của miếng thịt gà nó như thế nào. Thịt gà. Thịt gà. Thế nào? Tôi vì anh mà. Vì anh. Anh làm gì thì làm. Miễn cho có thịt gà ăn là được. Vào ăn khoai. Đây, mẹ. Dạ. Nậu ruột quá. Dạ, thưa anh cả, nhưng mà em thích mà. Chỉ ăn mới ngủ. Ồn ào mất trật tụ, đi ngủ đi. Dạ, nhưng mà anh... Đi ngủ. Vâng. Bây giờ sao đây? Đi ngủ đi. Nguyệt, Nguyệt theo tranh đấy à? Mà anh vừa thổi sáo à? Đúng rồi, tôi thổi sáo đấy. Nghe cũng hay đấy. Nhưng mà sao? Ồn ào lắm. Vậy thì ngày mai tôi không thổi nữa. Thôi đừng. Sao thế? Tại vì tôi thích. Mà sao anh lại ở đây? Nếu thầy mẹ tôi phát hiện ra thì sao? Nguyệt ơi, Nguyệt đừng nói cho ai biết nhé. Cũng chỉ vì là tôi thấy Nguyệt chưa ngủ, cho nên là tôi đứng đây canh, sợ trộm nhảy vào thôi. Nói dối, có phải anh muốn... này, anh về phòng ngủ đi, tôi
không là tôi la lên là thầy mẹ tôi biết anh sẽ ăn no đòn đấy. Nguyệt ơi, Nguyệt, xin Nguyệt đừng nói cho ông bà Nghị biết nhá. Chẳng hiểu tại sao tôi không thể nào ngủ được khi mà Nguyệt vẫn còn thức. Vậy thì tôi sẽ đi ngủ, nhưng anh cũng về ngủ đi nhá. Mà này, chuyện hôm trước anh đừng nói cho ai biết nhá. Không là tôi sẽ mách thầy mẹ tôi đấy. Điên mà nói à? Nguyệt, tôi thề với Nguyệt là sẽ không nói chuyện đó cho ai biết. Nguyệt ơi, Nguyệt đồng ý cho tôi đứng đây canh giấc ngủ cho Nguyệt nhé. Khi nào Nguyệt ngủ say, tôi sẽ đi về. Nguyệt. Anh ngủ rồi. Thế gì? Anh cho em xin lại cái. Mày ra đây làm gì? Hả? Anh cho em xin lại cái sáo. Em không ngủ được. Em mang về em thổi. Mày lấy sáo làm gì? Sáo của tao chứ. Sáo của em mà. Đi về. Đi về. Bây giờ thì em buồn ngủ rồi. Em về đấy. Chết nhầm đi đường này.